huynh trưởng, tỉnh lại đi. Huynh trưởng, dân quà, dân quà. Trong dáng cờ khổng lồ này, ta không bất do kỷ. Thậm chí ta không dám mong có quyền yêu một người. Sức lực cuối cùng có thể đổi lấy tự do cho người ta yêu. Đời này Lâm Hạo Thanh không còn hối tiếc. Dân quà đừng sợ, có huynh trưởng ở đây. Con là A Kỷ, Kỷ trong kỷ niệm. Ta là sư phụ của con. Sư phụ, sư phụ. Đoán xem con là ai? Con là Dưỡng Tài. Không phải. Vậy con là Thúy Hoa. Trong kết giới không phải chỉ có con, sư phụ và Tư Ngũ tỷ tỷ thôi sao? Sư phụ đọc nhiều sách như vậy cũng không thấy thông minh hơn A Kỷ. A Kỷ là thông minh nhất. Sư phụ, người xem vòng hoa con bệnh cho người đẹp không? Đẹp. Thật đẹp. Thơm quá. Tư Ngữ tỷ tỷ nhất định chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon. Sư phụ, A Kỷ đói rồi, mau đi ăn cơm đi. Nhưng mà sư phụ, tại sao hai người đều không đói? Không cần ăn cơm, chỉ có A Kỷ là khác. Bởi vì A Kỷ vẫn đang lớn, cần dùng thực phẩm nuôi dưỡng tu vi. Nhưng mà A Kỷ ăn một mình không ngon. Sư phụ và chị Tư Ngữ ăn cùng A Kỷ đi. Sư phụ, sư phụ mau lên. Ngon quá. Sư phụ, hôm nay người dạy con pháp thuật gì? Gần đây con tập luyện dứt giả, những pháp thuật khác đều học được gần hết. Hôm nay ta dạy con thứ lợi hại nhất. Lợi hại nhất là gì?
Soi gương xem. Đây là con sao sư phụ. Wow. Lợi hại quá. À, sao nhanh vậy đã mất rồi. Sư phụ, đây là pháp thuật lợi hại gì? Con vẫn muốn biết. Con muốn duy trì lâu thì phải tự mình cố gắng tu luyện. Sao lưng người mọc đôi mắt sao? Vậy mà cũng tránh được. Nữ hồ ly là bản lĩnh cơ bản của con. Chỉ chút này thôi sao có. Rõ ràng con sợ người bị thương nên mới không dùng sức. Còn mắng con, sau này cũng không hiếu kính người nữa. Xem đi. Đây là gì? Đây là pháo hoa. Ta bảo đệ tử trong cốc mang về từ dân gian đó. Thích không? Thích. Vẫn là sư phụ thương la kỹ nhất. Huynh trưởng,